Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng rằng ông Gioan có phải là đấng Kitô không? Ông Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: Phần tôi rửa anh em trong nước, nhưng đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây dài cho người. Chính người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa. Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, người đang cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên người dưới hình một chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng cha mọi đàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. My dear friends, at Jesus' baptism, the heavens were opened to him, and he heard his Father's voice bestowing blessing on him, declaring that this is my beloved Son. Imagine, by accepting the baptism of repentance, Jesus Christ, the sinless one, identify himself with the fallen humanity, obedient to the Father's plan, and willing to embrace our sin and destroy it on the cross. Jesus showed himself to be the beloved, the faithful Son of God the Father. He became the servant of the Lord, whose death would unleash the Holy Spirit outpouring on us all. Having been immersed in the life God had destined for him, Jesus went into the world proclaiming the kingdom of God. It's the kingdom of love, performing miracles. And his baptism by John the Baptist makes him one thing very clear. It was because he had received the abundance of the Spirit that Jesus was able to do the things he did. It was through the Spirit that he could manifest God's love as completely as he did. We who have been baptized into Christ have received the same Spirit that filled Jesus. We too can hear the Father say to us, "This is my beloved Son or my beloved daughter." We too can know and witness the power of God active in our lives. At Mass today, examine our baptism in light of Jesus' baptism. We were baptized into Jesus' very death. If we die with him, we also rise with him, forgiven and filled with the divine life, divine love. Everything has been given to us in Jesus. Now it's up to you and to all of us to surrender to the Lord every day, every moment. If you do so, there's no doubt you will see the Spirit working in your life. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhiều khi có những câu rất bình thường rồi mình không để ý. Ví dụ, chắc
ai trong chúng ta cũng có một dịp nào đó nhờ một người khác trở về nhà mà người đó không biết đường, mình phải chỉ. Khi đến con hẻm gần đến nhà, chúng ta sẽ lấy tay chỉ anh quẹo trái hay quẹo phải hay đến cái roundabout rồi chạy thẳng. Và căn nhà đằng kia là nhà của tôi đó. Mình không cần nói số, mình biết hẳn căn nhà đó. Và đã nhiều lần chúng ta vui sướng chỉ cho bạn bè xem ảnh chụp gia đình mình. Đây là nhà tôi theo nghĩa đen, là căn nhà. Cũng có thể đây là nhà tôi theo nghĩa bóng, là người phối ngẫu của mình, người vợ hay người chồng, mà người Việt Nam cũng quen gọi là nhà. Một vài anh chị em trong chúng ta khi gặp bạn bè sung sướng giới thiệu vợ hay chồng mình rõ ràng, cũng đây là nhà tôi. Không cần nói, không cần có phải có căn nhà, có mái, có vách, có tường, có cửa. Chỉ cần có cái gì mình yêu thương thì mình gọi là nhà. Rất là lạ, cái gì thuộc về nhà nó có tính cách thân thương, cho nên người ta gọi quê nhà. Tất cả những cái thâm thúy ấy, người Việt chúng ta dịch chữ church là nhà thờ, lại có chữ nhà. Đây không phải là nhà nơi tôi, nơi chúng tôi sống mà thôi, mà là đây là căn nhà nơi chúng tôi gặp gỡ, thờ phượng, yêu kính Thiên Chúa và chia sẻ tình thương cho những người anh chị em. Có lẽ không có cha mẹ Việt Nam nào sáng Chủ nhật thúc đẩy con thức dậy, dậy các con đi lễ, ít nghe nói, nhưng dậy mau mau đi nhà thờ thì nghe nhiều hơn, dù là miền Bắc, miền Trung hay miền Nam. Nhưng rồi cái chữ nhà cũng có thể thành nhàm chán. Con ông, con cái nó lớn nó đi hết, còn hai vợ chồng già, cho nên ông ấy chán căn nhà của ông, nhà nghĩa đen đó. Rồi ông mời agent tới, ông nói xin anh lượng giá và cho tôi rao bán căn nhà này. Tôi đi mua căn nhỏ hơn, là vì nó lạnh lẽo, nó to tát quá. Bà nhà tôi còng lưng không lau dọn hết được. Thế rồi hai tuần sau, agent trở lại với một cái bản quảng cáo, hình chụp phòng ngủ, hình chụp nhà bếp, hình chụp vườn sau, hình chụp cửa trước, và lời quảng cáo thật là hay. Đến mức độ ông ấy ngồi, ông đọc, ông ấy thích lắm. Đây là căn nhà tiện nghi dưới 15 tuổi đời, tức là nhà còn mới, gần nhà ga, gần trường học, gần gas, gần chợ búa, shopping, vân vân. Ông ấy đọc xong rồi ông hỏi cái này giá bao nhiêu. Người agent nói căn nhà, nó không căn nhà thì tôi thấy rồi, anh để 700 ngàn. Nhưng mà cái giá làm cái quảng cáo này bao nhiêu, chúng tôi không tính, khi nào bán được nhà thì mới khấu trừ trong đó. Không không không, bây giờ tôi hỏi là vì tôi đọc lời quảng cáo của anh, tôi thấy nhà của tôi đẹp thật, tôi không bán nữa. Lâu nay ông không ngờ là nó có nhiều giá trị vậy. Ông ấy nhàm, bây giờ ông đọc lại, ông xem hình, ông có thấy không bán nữa. Chuyện đó chắc không có thật, tôi đọc thấy trong báo, nói vậy để bác Nho khỏi lo. Nhưng mà rõ ràng nhiều khi chúng ta nhàm, take it for granted, tiếng Anh nói, thậm chí bí tích rửa tội, chúng ta lãnh nhận, có bao giờ chúng ta ôn lại, chúng ta có xem hình ngày đó mình còn bé, hay là những người dự tòng lớn tuổi lâu lâu cũng xem lại hình ảnh photo chụp, nhưng ít có ai tìm hiểu nhờ cái bí tích này mà tôi được là người con. Ít ai nghĩ tới. Tôi gọi Thiên Chúa là cha, và Ngài nói với tôi, đây là con tôi yêu dấu. Cái bí tích đó quan trọng đến vậy, mà nhiều khi chúng ta cũng nhàm chán, thì tội nghiệp cho chúng ta thôi.
bí tích rửa tội, hướng chúng ta về Thiên Chúa, nhưng không thúc đẩy chúng ta đi được. Đi về với Chúa hay không, do mình bước đi. Cho nên Chúa Thánh Thần là nguồn động lực dẫn chúng ta về với Chúa Cha, với niềm tin là vì về đến nơi thì Thiên Chúa nói: đây là con tôi yêu dấu, đẹp lòng tôi mọi đại. Nó đẹp vô cùng quý ông bà. Có lẽ khi cái câu Chúa phán đây là con tôi yêu dấu, đó là lời tuyên thánh cao trọng nhất mà không có thế lực nào có thể từ chối được. Thật đấy, lời tuyên xưng đó rất là yêu thương, rất là vinh dự cho mỗi người chúng ta. Ở cuối cuộc đời này, chúng ta đến trước mặt Chúa và Chúa phán: đây là người con yêu dấu của tôi. Thật đẹp, thật cảm động. Có gì bằng một người con về trước cha mình, mẹ mình mà cả cha mẹ đều nói: con yêu dấu ơi. Không một chút do dự, không một nỗi buồn nào, người cha người mẹ phán lên câu đó. Hãy suy nghĩ một chút để quý trọng bí tích rửa tội của mình. Hôm nay kỷ niệm bí tích rửa tội của Chúa Giêsu, mới nhìn lại thấy bí tích rửa tội của chúng ta cao quý vô cùng. Xin đừng coi thường. Và mỗi lần có rửa tội cho một em bé, cũng hãy cầu nguyện để chuẩn bị, mặc dù em không biết gì, nhưng chính em sẽ nhận một bí tích cao quý. Và nhờ đó mà em cũng được gọi là: đây là người con của tôi yêu dấu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp của ngày lễ này là vậy. Xin đừng ỷ vào tôi đã rửa tội, chắc chắn tôi sẽ được cứu rỗi. Không có gì bảo đảm. Bởi vì rất nhiều người không rửa tội cũng được cứu rỗi, còn có nhiều người rửa tội lại từ chối ơn Chúa. Và đến trước mặt Chúa, Chúa có thể nói: tôi không biết anh hay chị là ai. Xin Chúa ban cho chúng con một sự nhạy bén để biết nhìn lại những gì quý báu Chúa ban mà lắm lúc chúng con nhàm chán, coi thường. Đặc biệt trong thánh lễ này, xin hãy nhìn lại cách ăn nói của mình với con cái. Đừng bao giờ coi con là nghiệp chướng, là oan gia, là thánh giá. Đừng dùng những chữ đó. Hãy nói với bạn bè và người thân: đây là đứa con yêu dấu của tôi. Để chứng tỏ rằng mình yêu thương, và người con đó yêu thương lại mình. Được bao nhiêu mình không cần biết, vì tình yêu đổ xuống chứ không đổ ngược lên bao giờ. Lòng cha mẹ hằng yêu thương con, kể cả những đứa con vụng về nhất, tội lỗi nhất, phản bội nhất. Qua bài học đó, chúng ta hãy nói với nhau bằng những lời tử tế trong gia đình. Phải tập làm chủ cái lưỡi của mình, nếu không nó buông ra toàn những lời cay đắng, toàn những lời chỉ trích, chê bai, không mấy tin tưởng nơi người con của mình. Thật sự, cái tuần lễ trước tôi đi tham dự trại nắng hồng với các huynh trưởng, các dự trưởng thiếu nhi, tôi mới khám phá ra một điều: các anh chị đó giỏi thật, tính toán rất khéo léo. Trong khi đó người lớn vẫn coi họ là đám con nít. Thưa lầm to, tôi không xét về bằng cấp, vì trong số những em đó có những em có bằng đại học, có cử nhân, có cả tiến sĩ. Tôi nói bằng cách,
Tôi chỉ nói về sự trách nhiệm của họ và tinh thần tổ chức của họ thật khéo léo. Chủ nhật mãn trại, chúng tôi ở lại để ngày mai mới về thờ. Thì ngày thứ hai, tôi rất ngỡ ngàng vì tôi đâu có biết trước. Các em nó nói ngày mai đi xuống Gold Coast, đi Movie World. Tôi ngạc nhiên. Đó là cái ngạc nhiên vì ngày mai mình đi theo. Rồi từ cái Movie World buổi chiều, xe sẽ chở thẳng ra phi trường về bờ. Sung sướng quá, tôi đi. Và tôi cũng tính trong bóp coi có đủ tiền để mua vé vào không. Ở trên xe, các em lại đến phát cho tôi hai cái vé. Nó mua từ đời cố lũy nào rồi đó. Một cái vé vào cổng, rồi một cái vé để đi ăn. Chưa bao giờ tôi được một cái vé để đi ăn, gọi là ăn chùa, ăn thả vàng. Tôi với cha sư ăn thì được, tại vì nó chỉ bán con lần, nhưng nước uống, nhất là coca, miễn phí tôi trở lại 4 lần. Tôi biết cái đó là không tốt rồi đó, nhưng mà tại vì cái ly của nó thì tôi vô, tôi cầm cái ly, nó đâu có đuổi tôi được. Thế là tôi trở lại tới 4 lần. Tôi thầm phục các em ấy, nó tổ chức giỏi thật quý ông bà ơi. Đừng nhìn xuống thế hệ sau rồi cứ coi họ là con nít. Không, họ có đầu óc trách nhiệm, biết tính toán, và nhất là tinh thần đoàn kết và thương yêu nhau. Trong thánh lễ hôm nay, hai điều thôi, xin hãy cảm ơn Chúa về bí tích rửa tội của mình, và xin hãy dùng những lời thật yêu dấu để nói với những người con cái của mình. Bắt chước Chúa Cha nói với Chúa Con: đây là người con mà tôi yêu dấu, đẹp lòng tôi mọi đàn. Kính chúc quý ông bà một cuối tuần thật êm ấm trong gia đình, biết dùng những lời ngọt ngào để nói cho nhau. Để nói lên cái tác hại của ăn nhiều chất đường, đặc biệt là chocolate. Để nói lên cái tác hại của khói thuốc lá, có nicotine. Để nói lên tác hại của rượu, thì một cha xứ đi ra giảng lễ cho trẻ con, đem 4 cái chậu bằng thủy tinh, giống như cái hồ cá này. Rồi ông có cái hộp, thì ông nói hôm nay cha muốn dạy một bài học về các cái thứ này. Thứ nhất là ông ấy để một con trùn, con earthworm, miền Bắc gọi là con giun, giun đất, để vô cái chậu thứ nhất. Xong ông đổ rượu vào, con trùn dậy 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 chết liền. Cái thứ hai, để một con giun, con trùn vào, hút thuốc, thả vô, nó chạy vòng, hồi nó say, nó chết. Con thứ ba, để vô cái chậu, đổ siro chocolate thật là ngọt vào, quéo lại, chết luôn. Con thứ tư, để vào đất tốt, sống hạnh phúc. Rồi cha hỏi mấy em nhỏ, cho một bài học. Một đứa con trai giơ tay lên, I got it. Con biết rồi. Hỏi sao? Cha muốn nói tụi con, hãy uống rượu thật nhiều, hút thuốc lá thật nhiều, và ăn chocolate thật nhiều, thì trong bụng sẽ không còn vui sáng nữa.